Em chào các bạn, ở bên em bao ship đơn hàng từ 200.000. Đây là bình vôi trắng ạ, củ bình vôi trắng thì hiện tại em đang còn có một củ 7 cân này, tròn khá là đẹp. Cái này các bác có thể vừa làm cảnh vừa làm thuốc được các bạn. Nếu mà làm thuốc thì các bác cứ xẻo từng ít một ấy, mang về để làm thuốc thì cây nó vẫn lên tốt và nó vẫn không có ảnh hưởng gì. Cái này thì nó sẽ có tác dụng là chữa mất ngủ này, rồi chữa đau bụng rất là hiệu quả. Các bác cứ thái ra xong là ngâm nước vo gạo rồi phơi khô dùng dần cũng được. Cái này thì mình sẽ đủ chú ý để ý đến liều lượng các bác nhé, nếu dùng quá liều cũng không được đâu ạ. Tiếp theo là miến. Miến thì nhà em lại bắt đầu có các bạn, cứ trời nắng thì nhà em mới có miến thôi, còn mưa thì nhà em không có. Nhà em không có hàng tồn, không có hàng tồn và không có hàng để lâu đâu, có nghĩa là trời với cả trời trời nắng gió thì nhà em mới có miến thôi, còn trời mưa thì không phơi được đâu các bạn. Miến nhà em thì vẫn bán là 90.000 một cân. Về độ ngon của nó thì em đảm bảo với các bác, về miến nhà em thì về độ ngon thì em đảm bảo với các bác luôn đấy. Đấy, hồi trước Tết thì nhà em nợ đơn của các bác rất là nhiều, nhưng mà hồi trước Tết thì chỗ em ở trên bản em mưa rất là nhiều các bạn, mưa xong là không còn nắng nữa, nên nhà em không thể có miến để trả đơn cho các bác ăn Tết được ạ. Qua Tết thì mong là các bác vẫn ủng hộ em, thì em vẫn bán là 90.000 một cân các bác nhé. Đấy, các bác nên thử miến nhà em, các bác nên thử một lần các bạn, các bác nên thử một lần. Rồi các bác so sánh chỗ với những cái loại khác ấy, thì các bác sẽ thấy nó có một sự rất là khác biệt luôn. Còn chè, đây là chè mạn các bạn, hay còn là chè gieo hạt ấy, chè trồng từ những cái cây từ đồi hợp tác xã mà cách đây mấy chục năm rồi, hợp tác xã ngày xưa ấy các bạn. Đấy, hiện tại thì em đang bán là 180.000 một cân chè xuân các bác nhé, chè xuân này khá là thơm. Riêng chè thì độ sạch của nó thì em đảm bảo với các bác, còn về độ ngon của nó thì là cái này thì em cũng không nói trước được, bởi vì em cũng không nghiện chè. Với cả chè thì do từng bác thôi, từng bác thưởng trà ấy thì các bác phải có những cái cảm nhận riêng về trà, cho nên là em cũng không nói trước được cái vấn đề là ngon hay không. Nhưng mà rất là nhiều bác mua chè nhà em và đã mua lại và cảm thấy là uống được các bạn. Đấy, cái chè này thì các bác đảm bảo yên tâm không phân thuốc gì các bác nhé. Chè cành thì nó sẽ phân thuốc nhiều hơn, nhưng mà chè cành em không bán, em không bán chè cành. Phân thuốc nhiều thì em không bán. Đấy, cho nên là em chỉ bán chè mạn này thôi, hay là chè gieo hạt thôi, chè ta ấy. Còn về những cái vật tư thì vật tư hoa lan thì nhà em vẫn có các bác nhé. Vật tư hoa lan thì từ chậu móc phân thuốc thì nhà em vẫn có đầy đủ này. Mùa này thì các bác có thể là món kích mầm thì mình có thể dùng kiwi nhá. Kiwi nhà em có hai loại, đó là kiwi xanh và kiwi đỏ. Kiwi xanh là 45.000, còn kiwi đỏ là 55. Đấy, kiwi đỏ bôi trực tiếp, kiwi xanh có thể pha phun. Đấy, còn về phun phân thuốc trong mùa này thì chỉ có phun về phân thì sẽ có phân bón lá này, phân bón gốc này. Phân bón lá thì nhà em có sản phẩm của Gromore là 27.000 một lọ. Đầu châu thì là 25.000 một lọ. Ở Zinan thì cũng là 25.000 một lọ 150g, nó sẽ có cho cây con này, cây trưởng thành, cây ra hoa. Còn về những dòng phân tan chậm thì có dòng phân Hàn Quốc này. Phân Hàn Quốc em đang bán là 120.000 một cân. Tiếp theo là xanh Mỹ ạ, xanh Mỹ thì 140.000 một cân. Phân vàng ạ. Những cái em ghi ở đây là cái chỉ số NPK của nó, đạm lân kali của nó ạ. Phân vàng thì là 150.000 ạ, còn phân trì Nhật thì là 120, còn phân trắng Nhật là 220.000 một cân. Phân trắng Nhật thì giá nó khá là cao các bạn. Đấy, 5 dòng phân tan chậm nha em. Còn về những cái khác, ví dụ như là xử lý giá thể thì em có Chichoderma nhé. Chichoderma gói 1 cân ạ. Gói 1 cân thì có giá là 40.000 một cân, 40.000 một gói các bạn. Ben thì nhà em cũng có ben hộp 1 cân. Ben hộp 1 cân là 55.000, ngoài ra thì ben bao chắc tầm khoảng 3 ngày nữa là nhà em sẽ có hàng về các bác nhé. Đấy, còn phân chuồn quế là 32.000 một cân này. Đó, còn phân thuốc khác ví dụ như là Kinkinbun này, Kinkinbun cái này là thành phần chính của nó nhá, để hai hoạt chất này thành phần chính là mancos. Cái này thì Kinkinbun thì hiện tại em đang bán là 25.000 một gói 45g. Thành phần chính của nó là mancozeb mà các bạn, mancozeb 64%. Có rất là nhiều bác hỏi em là tìm cái gam mancozeb xanh, nhưng mà Kinkinbun thì thành phần chính của nó cũng là mancozeb các bạn, mancozeb với simosanin.
Trimosanin 8% thôi, còn chủ yếu là mancozeb ạ. Đấy, nó là những thành phần chống thối. Ở cambi Nhật nó là phân bón lá trung vi lượng cambi Nhật, phân bón lá trung vi lượng cambi Nhật một gói như thế này sẽ có giá là 20.000 và có khối lượng là 40g. Một gói như thế này sẽ pha được 200 lít nước bạn. Ở đối với hoa lan thì sẽ phun cambi Nhật thì sau khi phun được tầm khoảng 2 đến 3 tiếng mình sẽ rửa lại bằng nước sạch các bác nhé. Siêu lân thì nhà em có hai loại, đó là siêu lân xanh và siêu lân đỏ ạ. Siêu lân thì có hai loại, loại gói và loại sẽ có loại gói và loại lọ. Lọ là 25.000 một lọ này, gói này, gói siêu lân xanh thì có giá là 4.000 ạ, 15g. Còn siêu lân đỏ thì có giá là 6.000 ạ, gói của nó là 22ml. Đây siêu lân đỏ cũng kali. Còn túi lọc này thì là 30.000 100 cái. Kích thước của nó là 8 x 10. Ở Fendona thì hiện tại thì em đang có gói 5ml có giá là 12.000 các bạn. Cái này thì rất là tiện, một gói như thế này sẽ pha được 1 lít nước. Thường thì nó sẽ không có mùi, không, cái này không có mùi mấy đâu các bạn. Fendona 10SC này. Tiếp theo là Superthai ạ, Superthai hàng nguyên đai. Superthai này thì hiện tại thì nhà em đang có lọ một lọ 60ml. 60ml thì có giá là 120.000. Cái này là hàng nguyên đai các bác nhé, không phải hàng chiết ạ. Chuột này là 50.000 ạ. Ngoài ra thì những cái phân thuốc khác kích thích sinh trưởng thì nhà em có Atonic các bạn. Atonic thì có hàng lọ. Lọ này là lọ 100ml này, 100ml là 80.000. Còn hộp hàng gói thì nó cũng là 80.000 một hộp, hộp của nó cũng là 100ml nhưng mà nó chia làm 10 gói. Ở nano đồng, nano bạc là 30.000 ạ. Còn Fisan, nó là dạng Fisan sát khuẩn, cái này một lọ này là 55.000. Mùa này thì nảy trồi thì các bác cũng có thể phun của Alpha Omega này, cái này hàng này là của Thái. Một lọ là 250ml có giá là 35.000 ạ. Riêng Alpha Omega thì có hai loại, đó là kích hoa và này trồi này. Đạm cá thì là 50.000. Đạm cá thì có một lọ. Lọ này là 250ml đạm cá Mỹ, 50.000 một lọ. Dây buộc thì có hai loại là dây kim tuyến hay là 40.000 một cuộn. Còn dây xanh này là 25.000 ạ, cuộn 50m ạ. Còn dây mạ đồng thì nhà em lại đang hết hàng các bạn. Ngọc Linh thì sẽ có hai loại, Ngọc Linh chống thối và bảo ốc Ngọc Linh thì cái này thì em đang bán là 45.000 ạ. Lọ này thì có khối lượng là 200g. Cái này là dạng hạt về rắc các bác nhé. Mùa này rắc là vừa đấy, rắc là được rồi đấy. Bác mà chậm nữa những cái con ốc nó ăn cái mầm đi rất là tiếc luôn. Còn chống thối thì là 95.250ml. Bộ tử Úc bao gồm có Powerfit này, Powerfit là mập mầm to hoa dày cánh, còn Orhum là bung rễ bật mầm, Acerot với Sisal đó là tốt rễ đẻ nhánh. Cái này em đang bán là 25.000 một lọ. Ngoài ra thì còn có N3M, N3M cũng là 25.000 lọ 100g, còn lọ 500g là 110.000. Đấy, giải độc chống sốc cây cảnh thì nhà em có Amigreen, Amigreen là 40.000 một lọ, còn Superot B1 là 30.000. Siêu da rễ cũng là 25.000 ạ, còn Biorot là 65.000. Hùng Nguyễn là chế phẩm Hùng Nguyễn 6 trong 1, cái này hiện tại thì em đang bán là 25.000 một lọ, các bác lấy từ 10 lọ là 220.000. Cốc điều hòa nhà em có hai loại, cốc to và cốc bé nhé. Chậu từ tầm khoảng 30-35 trở lên thì các bác dùng cốc to, và còn lại thì các bác có thể dùng cốc bé. Cốc bé là 8.000, còn cốc to là hiện tại thì em đang bán là 13.000 một cái. Kẹp thì cũng có hai loại, kẹp nhỡ và kẹp to, 500 đồng, 600 đồng một cái. Là cái gì nhỉ? Cái vỏ thông thì nhà em vẫn có các bác nhé. Vỏ thông thì sẽ có size 1 đến 2 cm, 2 đến 3, 3 đến 4. Hiện tại vỏ thông thì em đang bán là 20.000 một cân, nếu mà các bác lấy kèm theo phân thuốc một vài cân ấy. Đấy là các bác lấy kèm thôi, còn các bác có thể tách đơn ạ. Các bác tách đơn từ 10 cân thì chỉ có giá là 16.000 một cân thôi. Thì từ 10 cân là bao ship. Đấy các bác tách đơn mang về dùng dần các bạn. Còn
Chậu thì nhà em vẫn có đầy đủ các bác nhá, chậu sen, chậu bí, chậu nan thẳng, tất cả các cỡ. Chậu bí thì có thêm 35, chậu sen thì đến 30 thôi. Để các bác mà cần loại nào thì các bác cứ lên đơn, gọi điện hoặc là nhắn Zalo thì em sẽ lên đơn và em gửi hóa đơn cho các bác xem trước ạ. Em cảm ơn tất cả các bác đã xem video ạ. Các bác cần loại nào thì các bác liên hệ ủng hộ em.